chào tất cả những người bạn tỉnh thức, các bạn yêu quý. Hiện nay Ngân đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và đã làm xong hết tất cả thủ tục check-in để chuẩn bị lên máy bay đặt chân tới bang California của đất nước Mỹ để lần đầu tiên tổ chức lễ hội Divine Fest. Các bạn yêu quý, Ngân muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn vì đã ủng hộ, vì đã đóng góp, vì đã chia sẻ sự giàu có của bạn để Ngân có thể hiện thực hóa được sứ mệnh sang nước Mỹ lan tỏa nguồn năng lượng tỉnh thức và chữa lành. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những sự đóng góp và những sự ủng hộ đó. Và Ngân hy vọng rằng chúng ta đừng quên ngày 20 tháng 11, đó chính là ngày của lễ hội Divine Fest, lễ hội tỉnh thức chữa lành thế giới. Khi mà Ngân sang Mỹ để tổ chức lễ hội thì đội ngũ Diviners ở Việt Nam cũng đang tổ chức lễ bài Diviner Ashram ở Nam Cát Tiên. Vậy thì các bạn ơi, hãy đừng quên ngày 20 tháng 11 ghé thăm Diviner Ashram ở dưới Nam Cát Tiên để chúng ta cùng ăn mừng một lễ hội tỉnh thức vô cùng tuyệt vời dưới đó các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại Diviner Fest.